nhân viên y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm, sau đó gửi đến trung tâm y khoa Hòa Hảo. Từ 4 đến 6 tiếng, kết quả sẽ được gửi trực tiếp về điện thoại cho khách hàng. Mình làm những cái công việc của mình mà mình không phải bận tâm mất thời gian để ngồi chờ đợi này. Nó tiện về thời gian, rồi là chi phí nó rẻ. Với cái cuộc sống như bây giờ thì mình thấy để được chăm sóc như vậy thì quá tuyệt vời. Sau khi có kết quả xét nghiệm trực tuyến, khách hàng có thể lựa chọn trong số gần 20 bệnh viện, phòng khám trong hệ thống trên khắp thành phố để khám tổng quát dựa trên kết quả đó. Nhân viên mà tới nhà lấy xét nghiệm máu thì rất là thân thiện và rất là dễ thương. Cái kết quả mà đem tới bệnh viện thì cũng rất là ok, không có vấn đề. Giúp mình tiết kiệm được 50% thời gian so với trước đây khi mà tới những bệnh viện. Không chỉ thời gian mà chi phí cũng được tiết kiệm từ 50 đến 70% so với các gói khám sức khỏe truyền thống. Gói khám tiện ích này cũng nhận được sự ủng hộ từ các bác sĩ. Tất cả kết quả xét nghiệm đã được có trước rồi, vì vậy rất tiện lợi cho người bác sĩ. Chúng tôi chỉ việc cho bệnh nhân thực hiện những cái thăm dò cận lâm sàng như là chụp X-quang, đo điện tim, siêu âm với một thời gian rất là ngắn. Đồng thời các kết quả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được lưu trực tuyến, thành ra rất tiện lợi cho người bác sĩ trong việc lưu trữ hồ sơ và quản lý hồ sơ cùng với bệnh nhân. Trong thời gian vừa qua thì Sức khỏe Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng hợp tác với một ứng dụng trên điện thoại, giúp cho khách hàng sau khi khám xong có thể được hỗ trợ chat trực tuyến với bác sĩ bất cứ lúc nào mà họ cần. Với số lượng khoảng 1.500 bệnh nhân mỗi tháng, gói khám này dự kiến trong năm nay sẽ được mở rộng thêm nhiều thành phố khác như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai để phục vụ người bệnh được tốt hơn.